Xin chào mọi người nhé. Rất vui mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đặng Vân Trường Vlog. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ. Nay mình vào trong Vân Đồn, mình review lại một số phong cảnh của bãi biển Vân Đồn cho mọi người xem. Đây là một cái quán nước vị xưa. Ở đây họ có những cái bộ bàn ghế của ngày xưa, những cái năm thập kỷ 80. Với cái phong cách hoài cổ của những cái năm 80. Có những cái bộ bàn ghế của Đức. Rồi những cái đài cassette cũ. Rồi những cái bảng hiệu của những cái năm 80. Họ còn có cả những cái bộ ghế salon rất là đẹp. Đây là cái bể cá dưới sân khấu của bãi biển Phương Đông. Đây họ nuôi rất là nhiều cá song rất là to. Có cả cá mú, cá cháp, cá vược. Có những con cá song lên tới 200 kg một con. Vì dưới đây là ánh sáng nó hơi mờ cho nên chúng ta thấy là quay nó cũng chưa được rõ nét lắm. Đây là một chú cá song cũng khổng lồ này. Đây là một chú cá song có vẻ bé hơn chú kia một chút. Chú cá song này to nhất đàn này. Đây là trong cái khu vực sân khấu của bãi biển Phương Đông. Họ có cái quạt rất là to và rộng. Sân khấu này họ làm có mái che. Đây là trước mắt chúng ta là cái quán vị xưa. Một cái quán hoài cổ của những cái thập kỷ 80. Chúng ta thấy có những bộ bàn ghế bằng gỗ đóng theo phong cách của Đức ngày xưa. Tủ Đức ấy, tủ ly Đức ấy, ghế gọi là ghế sofa Đức à. Đấy. Đây là một cái đài hãng Sharp của Nhật. Hai cửa băng. Rất là đẹp. Ngày xưa nhà nào mà có cái đài này thì là thuộc gia đình là khá giả. Đây là bộ âm ly, đầu đĩa, đầu quay băng thì ra sau hơn một chút. Còn đây là một cái đài quay băng và một cái đài, một cái đầu đĩa nữa, cũng rất là cổ. Đặt trên cái tủ Đức, tủ ly của Đức. Bộ salon với phong cách của những năm thập kỷ 80. Đây có cả những cái quạt điện rất là cổ. Những bảng điện hoài cổ của ngày xưa. Đây là chúng ta thấy hình ảnh của hai chiếc tivi
cũng rất là cổ, ấm tích ngày xưa uống chè xanh. Một không gian xưa rất là hoài niệm. Treo ở phía cửa sổ là những chiếc đèn băng sông chạy bằng dầu. Những cái đèn băng sông này thì ngày xưa là họ thường đi đánh cá, họ đem đi đánh cá. Đây là một cái đài radio cũng rất là cũ, máy khâu ngày xưa. Ngày xưa gia đình nào mà có máy khâu này là cũng rất là nổi tiếng, đếm trên đầu ngón tay thôi. Sau đó đến về sau này có máy khâu Sinco, rồi đến máy khâu con bướm. Cốc uống chè xanh và cốc chè đỗ đen trình bày như quán nước của ngày xưa, kẹo lạc. Đây là cái bánh chè lam. Họ trang trí cũng rất là đẹp. Tôi cũng gọi hai cốc chè đỗ đen ra uống, nhưng mà cốc nhỏ hơn họ trình bày ở trên bàn, với giá tiền là 10.000 một cốc. Nhìn về phía sân khấu, chúng ta thấy là phía sân khấu của bãi biển cũng rất là nhiều cái màn hình đèn LED rất là to và rộng. Sân khấu này có thể chứa rất là nhiều người. Còn đây là trong cái khu vực ăn uống. Trong đây có những cái hòn non bộ người ta xếp rất là đẹp nhé. Đấy, cơm mẹ nấu này. Bãi biển. Trên trần họ trang trí những cái đèn rất là đẹp và cầu kỳ. Rất là nhiều cá quả. Ở đây họ có một cái bể cá còi rất là rộng và nhiều cá còi. Họ trang trí những cái thác nước rất là đẹp. Bãi biển Phương Đông cũng là một trong những cái bãi biển mới được khai thác đưa vào sử dụng, thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trong tương lai, huyện Vân Đồn sẽ được đề xuất lên thành phố Vân Đồn. Lẩu tươi ngon, lẩu tự chọn ngon bổ. Đây là cái khu vực mà họ nuôi cá còi rất là nhiều. Ở đây họ làm những cái cây cầu đi qua cái bể nuôi cá còi.
Cá còi rất là nhiều màu sắc. Cá cũng khá là to rồi. Chứ... đây họ có những cái thùng rượu rất là to. Trong đây có rất nhiều cái quầy cửa hàng theo kiểu luôn. Thùng rượu phong cách của châu Âu. Thùng rượu làm bằng gỗ sồi. Đây là một cái quầy nhà ăn. Sương khói mù mịt. Rêu phong. Đây họ có trong một cái chuồng rất là to này, cũng khá là rộng, một cái bể cá theo mình to. Dự đoán có khả năng chứa đến cả hàng nghìn người ăn uống rồi vui chơi ở trong khu vực này. Bể này rất nhiều cá còi con. Ở đây họ cũng có một cái bể cá còi, nhưng mà cá còi ở đây thì có vẻ nhỏ hơn, bé hơn. Giữa bể cá này họ có một cái chum, họ làm đài phun nước lên trông cũng rất là ngộ nghĩnh, bắt mắt. Trên cái chum này họ ghi cái chữ là chợ quê. Chum này cũng rất là to. Chú người gỗ này trông cũng rất là đẹp. Đây họ có cái nhà hàng này cũng rất là đông. Nhiều bộ bàn ghế này chứa được rất là đông người. Từ đây chúng ta có thể nhìn ra cái hàng dừa ở trước bãi biển. Hàng dừa rất là nhiều và đẹp. Dưới hàng dừa họ bày những cái bàn ghế và những cái dụng cụ thể dục thể thao, đánh đu, rồi các cái con đường có thể để mọi người đi xe đạp. Ở chính giữa bãi biển là cái sân khấu, còn hai bên cánh gà là bên trái và bên phải là họ trồng khá nhiều cây dừa, và trên các cái đường này, cái vườn dừa này họ có những cái đường đi thẳng ra biển. Bây giờ mình đi bộ ra phía biển này, quay cho mọi người xem nhé. Đây là cái phong cảnh bãi biển phương đông của huyện Vân Đồn. Mình đang đi dạo bên bờ biển. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy các cái hòn đảo nhỏ trên vịnh Hạ Long. Bãi biển cũng rất là bằng phẳng và đẹp. Chiều dài của bãi biển này mình ước lượng khoảng một cây số. Nhưng cũng rất là dài.
quay YouTube. Tranh thủ những cái lúc vắng khách họ đang điều chỉnh cát của bãi biển lại. Máy xúc máy ủi họ đang cào lại cái bãi cát của biển. Cháu vừa tắm biển. Tắm chưa? Tắm biển chưa? Cháu tắm không? Cháu đi bộ thì có sao? À, đi bộ cơ. Rồi đấy. Vâng, cháu tập thể dục. À. Đây là người ta đang sửa lại bãi biển cho nó đẹp đây. Dạ. Kênh bác có bao nhiêu người anh chị ạ? 2.000 người. Mới thôi. Đây là họ đang sửa chữa. Đây có một cái xe máy ủi rất là lớn này. Họ đang sửa chữa lại bãi biển này. Cái máy xúc này cũng rất là to. Máy ủi thì cũng rất là to, họ xúc cào cái cát lên cho nó phẳng bãi biển. Đây rồi. Đang ở ngoài bãi biển Phương Đông. Đi làm sao được, đi anh Thắng anh đưa đi. Vậy lại đoán ra được có mấy vị Trung Quốc với anh ba bốn vị Trung Quốc với mình với anh Sáng rồi. Thế không biết đâu. Gọi em sao được. Thời tiết hôm nay cũng rất là nắng ráo, nhìn về phía biển rất là xa. Các hòn đảo rất là đẹp, biển trong xanh. Tầm này rất còn nắng nhiều cho nên là chưa mọi người cũng chưa ra tắm. Cho nên tranh thủ các máy xúc máy ủi họ đang làm việc. Mình đi dọc quay trở về bãi biển cho mọi người xem này. Đây mình đang đi lang thang ra bãi biển chơi. Bãi biển rất là rộng và rất là đẹp. Máy xúc máy ủi người ta đang cào cát lên. Alo. Về hả? Rồi, ok. Đây là phía nhìn vào sân khấu ở trước biển Phương Đông.
Chúng ta thấy sân khấu rất là rộng và chứa được cũng phải hàng nghìn người. Sau khi đi dạo một vòng ngoài biển, chúng tôi lại quay về cái khu vực sân khấu. Đây họ có rất nhiều cái xe đạp để đi dạo chơi. Mỗi một cái xe đạp này có thể chở được 4 người này. Trông rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta quan sát đằng sau phía sân khấu này. Đây là cái con đường đằng sau ở phía sân khấu. Xa xa chúng ta thấy có những cây cột điện họ trang trí như kiểu ở bên Singapore đấy. Những cái cây. Đằng sau sân khấu chúng ta cũng quan sát được màn hình nhé. Màn hình điện tử LED ấy. Có thể quan sát được cả hai phía đằng sau sân khấu và đằng trước sân khấu. Chúng tôi lại quay về quán nước vị xưa ngồi chơi, gọi tiếp nước ra để uống. Đây bắt gặp một số các cháu thiếu niên vào đây mua chè đỗ đen uống. Quán vị xưa này cũng rất là đông khách. Hôm nay là thứ bảy chủ nhật mà cũng là hết hè rồi cho nên là cũng
rất là vắng khách. Nghe đâu chủ quán bảo những cái hôm mà trong dịp hè các phụ huynh đưa các cháu thiếu nhi đi chơi và vào những cái ngày thứ bảy chủ nhật thì tầm này rất là kín khách, không còn chỗ ngồi nữa. Và những hôm trời nắng và nóng thì bãi biển buổi chiều chật kín, gần như là rất là ít chỗ ngồi còn trống. Các cháu học sinh đang mua chè đỗ đen để uống. Đối với trong tỉnh Quảng Ninh thì rất là nhiều bãi biển, mỗi một bãi biển có một cái vẻ đẹp khác nhau. Về độ quy mô và hành tráng thì bãi biển Vân Đồn Phương Đông cũng là một trong những cái bãi biển top 1 của khu vực tỉnh Quảng Ninh. Sân khấu rất là hoành tráng, bãi biển cũng rất là đẹp, trồng rất là nhiều cây dừa. Và các cái nhà hàng ăn uống cũng rất là gọn và quy củ, phục vụ được rất nhiều du khách. Ở đây đặc biệt họ có một cái sân khấu ngoài trời rất là rộng, lớn và có mái che, có thể phục vụ hàng nghìn người xem. Quán vị xưa này cũng là một cái nét đặc sắc trong cái bãi biển Phương Đông Vân Đồn này, với những cái nét hoài cổ của những cái năm khó khăn thời bao cấp, những cái năm thập kỷ 80. Các cháu học sinh vẫn ăn chè và cười nói vui vẻ. Đây có cô chủ quán và phụ huynh học sinh rất là quan tâm đến các cháu. Chủ quán bắt đầu bê chè cho các cháu học sinh ăn. Chúng ta quan sát toàn cảnh của quán vị xưa, trông cũng rất là đẹp, hoài cổ, với phong cách bán hàng của những cái năm còn cửa hàng ăn uống và mậu dịch quốc doanh. Trông rất là ấn tượng và đẹp mắt. Thank you.
Vào thời điểm này cũng tầm khoảng năm giờ chiều, nắng vẫn còn rất là gay gắt. Chúng tôi ngồi uống nước ở trong quán mà nhìn ra bên ngoài nắng vẫn còn rất là chói chang. Mọi người bắt đầu đến để tắm biển và ngắm cảnh biển Phương Đông Vân Đồn. Các du khách họ vừa xuống xe họ đi vào bãi biển. Vì thời gian có hạn cho nên mình xin phép tạm dừng tại đây. Và mọi người nhớ đón xem tiếp những cái video lần sau nhé. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.